cửa sổ á. Là ông biết tôi cầm mình mà tôi ông là tôi cầm một túi du lịch cơ mà. Cứ một với cái quả đấy, xong rồi. Báo ok, cá báo cá rồi. Ok rồi đi. Rồi xong. Hàng rồi. Hàng to rồi. Đu bù đã đó, mày coi đi, kêu tụi bay mở mạng lên coi. Ôi chà bá luôn anh em ơi. Khổng lồ. Này các bạn ơi. Trời. Khổng lồ luôn trời. Cá trắng. Đang muốn nhìn kỳ đó. Ừ đúng rồi. Trời ơi, con cá trôi là trời. Các bạn ơi. Cá trôi nè. Vô lấy cân ký luôn. Cuốn dây tà le luôn rồi. Ê, con chuyển xuống nước. Cuốn dây tà le luôn rồi. Bậy rồi bạn ơi. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Con trôi nó to trời trời. Sẽ bỏ vô trong cái giỏ cá này mình căng ký nha các bạn nha. Wow, cá. Trôi trắng nó bự. Ok.
không không nha các bạn. Rồi bố có vô luôn. Ba ký rưỡi, 3.9 ký phải không, 3.560 ký. Rồi 3.560 ký. Ok ok các bạn, nhấc cái nách tuyệt vời luôn các bạn. 3.560 ký. Rồi bây giờ cân ký cho các bạn xem luôn nè, khỏi cho các bạn thắc mắc luôn đó. Đã chưa, một em trâu trắng hồ tự nhiên bằng mồ của cốc của đam mê câu cá nha các bạn. Mồ gốc của đam mê câu cá máy đính, anh em câu cá máy đính. Tuyệt vời, tuyệt vời. Một ngày rất nhiều may mắn của anh em mình. Ok, cho vô vỏ. Sao chọi lên, sao chọi lên. Nhanh 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 xuống nước giờ. Cầm lên, cầm cái vỏ lên trước đã. Con này về tá hồi nhất cái nách luôn mà các bạn ơi. Ok, vô vỏ thì ok rồi. Quá đã, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Một em trâu trắng khổng lồ. Con nào chết thì con nào nuôi con nào chết. Bỏ cá. Chạy vô lại rồi. To không to? Trôi mẹ đây. Trôi trôi trôi. Trôi. Chạy chép chép chép. Chạy đi chứ. Kệ nó kéo kéo lên luôn, kéo lên luôn. Rồi. Vướng hai dây đầu kia rồi. Xuống gỡ luôn đi. Bắt lại. Có cái tay nào trong ở ra nè. Có chịu được. Tới lấy cái vỏ vô em. Tới mở được lưỡi em cái. Mở lưỡi được rồi. Đúng như vậy. Lắng lắc rồi. Chép các bạn ơi. Chép này các bạn. Chép này các bạn ơi. Ok chưa? Ok ok ok. Vô 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 vô. Rồi vô đây ok rồi đó. Đưa 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 nó xuống. Ok. 10 đếm. Nó như cái cánh cửa đó, cánh cửa sổ á. Là ông tôi cầm mình mà tôi ông là tôi cầm một túi du lịch cơ mà. Cứ một với cái quả. Đấy, xong rồi. Báo ok, cá báo cá rồi. Ok đó, rồi đi. Đó, rồi xong. Hàng rồi. Hàng to rồi. Kéo. Đúng rồi, đã. Đó, mày coi đi, kia tụi bay mở mạng lên coi. Báo cá đằng ơi. Ừ. Bắn đi, kéo, 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 kéo. Nhìn cái xíu. Kéo. Đời, tướng thế. To đấy. Vào đâu ra? Vào đâu, vào đâu? Cái camera con cái. Đây. Camera sao? Đây. Đây để. Này. Hàng lên luôn. Hàng khủng luôn rồi. Khủng rồi. Hàng khủng luôn. Khổ lắm. Ừ.
Bỏ lắm rồi, kéo ra từng cái này. Không, không, né nó, né, 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 cam ra. Kéo tuôn máy luôn mà. Kéo tuôn máy luôn mà. Xếp máy ra chút. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hạ cục rồi. Wow. Wow. Tuyệt vời. Khổng lồ. Thấy chưa? Ngồi đấy. Ở đâu ta? Ở đâu? Không phải đâu. Vào các bạn ơi. Đây. Cái trôi. Trời ơi chú. Cái trôi các bạn ơi, khổng lồ. Một cặp rồi. Đấy. Chú. Rớt, rớt. Rớt được. Trời bá đấy các bạn ơi. Quá đã. Mới thay mồi luôn, trời trời. À. Tuyệt vời các bạn, một cặp chắc các bạn. Con này phải trên 3 kg. 3,5 kg. Một cặp của nó luôn rồi. Đã quá các bạn ơi. Tay 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 nghe các bạn mắt có thấy. Thiệt mà. Vừa thấy mùi xong á. Vừa quăng mồi luôn mà. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow. Bây giờ mình kêu ký cho mọi người xem nè. Cho mọi người xem nữa con này bao nhiêu ký nha. Dạ các bạn, sẽ cân ký cho mọi người xem. Cho nó rõ ràng. Cái ngủ bít luôn à. Bít nhớ. Không không nha các bạn. Hú là đã xong rồi. Nó hú là đã chết. Hú là chết. Không không. Ba ký 650. To con nãy ông lạng bạn ơi. Nè. 3,650. To hơn nãy ông lạng. Ok. Mình nói rồi mà trên ba cái ba trên 10 ba con nãy mà. Tuyệt vời nha các bạn. Ok. Quá đã, quá đã. Hàng lên rồi, hàng lên rồi, xong rồi. Quá này. Hàng ơi. Hàng cục thôi. Con này hàng to không? Con này vừa à. Tục lúc trời. Ghê vậy. Chép rồi. Chép. Này chép rồi, chép rồi. Chép. Đó là cũng đã rồi. Chép các bạn ơi. Trời ơi. Quá sướng nhỉ. Trời trời. Chép. Con này thì là chép to lắm. 4 tí vậy. Con này là om dưa là ok rồi các bạn ơi. Chép các bạn ơi. Tuyệt vời. Trời chép lên đã quá các bạn ơi. Một cốc đam mèo cả máy đỉnh nha các bạn. Tuyệt vời. Chiều nay tới đáy rồi. Ok nha các bạn. Hiện tại mình đã về được tới nhà nha. Đây, hôm nay là hoàn thành cái chương trình mình đi test một cốc ở hồ Gia Uy phần 3 nha các bạn. Uống cá bự chết rồi. Chết đâu? Chết. Nhanh lên. Đây, đi. Trời ơi, 4 con 9 kg của con đó. Trời ơi, nó cúng rồi, nó chặt quá. Còn. Chết á.
các bạn ơi, hai chép, hai cho 9 kg của mình. Mình không muốn con nào chết đâu các bạn ơi. Tiếc lắm các bạn ơi. Đổi luôn, đổi luôn. Cứu nó đi. Đổi luôn các bạn ơi. Sợ nó chết bạn ơi. Ok, ok. Xong hết luôn. Ờ, không hết luôn. Wow, đã quá các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Sướng quá các bạn ơi. Xong hết luôn rồi. Có 9 kg à. 9 kg, 10 kg mấy mà thả hơn 1 kg mấy rồi. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Đây là cái hồ đam mê câu cá của mình nha các bạn. Trong đây trên dưới là 30 kg cá rồi nha các bạn. Trong đây có là 18 con, cộng đây 4 con nữa là 22 con. 22 con trong đây có là 4 con chép. Dạ. Anh hai. Nó câu có sống gì đó thả anh hai ơi. Đây là mẹ của mình. Đó là người có con công rất lớn trong đào và căng cống cọc ở cái hồ này cho mình, thì mình không có thời gian làm. Đó. Và những cái gì mình nói ra đó là sự thật. Cá ở dưới hồ này chỉ để ngắm cảnh. Xin không cho, mua không bán. Và không ăn thịt. Nuôi khi nào mà nó không còn sống nữa thôi. Nó chết thôi. Nha các bạn. Và những gì mình nói ra đó là sự thật. Và không bao giờ thay đổi được. Mẹ mình đã vớt cái bèo dưới lại cái rong nhúc nè. Thải vào đây để cho nó bơi. Để cho nó ăn mấy cái rễ lục bình với đầy rễ rong nhúc. Để cho nó sống. Nhà mình còn cám nữa. Thả xuống lâu, thả xuống cho nó ăn. Đó. Mình... thì các bạn mình rung lắm các bạn à. Mình đêm nó về nhà mình sợ nó chết không à. Sợ nó chết chứ không sợ gì hết các bạn ơi. Mình không muốn thịt nó, muốn về nhà nó sống. Mình thả xuống cái hồ nó bơi sống thôi. Hả? Sao nó thở có được hôm nay? Nha các bạn. Hôm nay là mình hoàn thành cái video ra hồ Gia Ui Tết mổ gốc phần 3. Hấp dẫn chưa các bạn? Được 4 con. Đúng không? Hôm nay là được 6 con, mình thả một con trôi trắng 8 lạng và một con phi 5 lạng rồi. Đó, hôm nay là đứt dây hết 2 con và gãy lưỡi hết 2 con và sảy hết 2 con. Nếu mà dính nữa hôm nay chắc mình chắc 30 kg cá các bạn, chứ không phải là 9 kg gì đâu. Sảy con to không à, đứt dây gãy lưỡi không à. Tiếc lắm các bạn ơi. Mồi gốc của đam mê cá mình mãi đỉnh nha các bạn. Các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và ký ủng hộ đam mê cá mình các bạn. Chúc các bạn câu được thật nhiều khủng từ chính cái bài mồi gốc này của mình nha các bạn. Và có một ngày xem vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại.